Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày 2 tuần 2 từ khi mà ra mắt cái con tướng mới Kisame Samuhaya ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng là xả cụ đặc biệt anh em ơi. Xả mát binh 800 cụ đặc biệt để lấy full copy của con Kisame cá mập BB sắt này để lên E nha anh em. Thì cái gọi là gì ta, tương lai của mình anh em ơi, số phận của mình là nó sẽ nằm ở ngày hôm nay luôn nha anh em, là mình sẽ xả cuộn thử coi là có lên nổi E5 trong ngày hôm nay hay không nha. Rồi trước khi chúng ta xả cuộn thì chúng ta sẽ nói về một cái event ở ngoài web anh em ơi. Thì cụ thể đang có cái event anh em ơi, thì cụ thể tên cái event này là vòng quay Kisame Samuhaya. À đây là sự kiện web lấy code mà ông ơi. Rồi thì bắt đầu từ 10 giờ ngày 28 đến là hết ngày 8 tháng 8 anh em ơi. Thì để mình coi coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ngày, tầm 11 12 ngày anh em. Tầm 11 đến 12 ngày, tầm hơn 10 ngày ha anh em. Đó thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được các cái phần quà như sau. Đăng nhập mỗi ngày nhận được thêm lượt 3 lượt nha anh em. 3 lượt nha, chứ không phải là 2 lượt nhưng ở mọi khi đâu. Chia sẻ trang sự kiện được 2 lượt mỗi ngày, là tổng cộng mỗi ngày anh em sẽ được 5 lượt re. Anh em có thể nạp thêm 18.000 để lấy được thêm 1 lượt nữa nha. Rồi, coi quà đây anh em ơi. Đợt này chúng ta sẽ đây là các vật phẩm in game. Đợt này chúng ta sẽ có tới 4 code lên nha anh em, 4 code. Code làng sương mù, code vĩ thú không đuôi, code triệu hồi cá mập và cũng như là code Kisame. À, code này là xịn nhất nha anh em. Coi trong code nè. Đấy, trong code đây nè, vĩ thú không đuôi được 1000 Rio rồi các thứ nè. Triệu hồi cá mập nè. À, su siêu cấp, mảnh vỡ ứng chú 100 hả? Rồi, code xịn nhất là code Kisame Samuhaya. Chúng ta được 2000 Rio, cùng đặc biệt 20, mảnh vỡ ứng chú 100, thẻ hiền bí 1000. À, có 3 loại code nha anh em. Và cũng như là các cái móc quà khá là ngon. Nó sẽ có cái móc quà là móc 1 triệu anh em ơi. Móc 1 triệu, để coi coi móc quà là... Ủa, cái móc này là móc cá nhân hả ta? Đây cái này móc cá nhân mấy ông ơi. Trời ơi, từ từ để coi móc chung đã anh em ơi. Bảo vật Itachi Susanoo. Rất là, nó giống y chang như là cái phiên bản trước thôi anh em. Thay vì là con Ginkaku còn bây giờ là con Kisame ha. Rồi, chung tay tàn server đây mấy ông. Móc đợt này nó sẽ là móc 1 triệu ha anh em. Rất là cưng xứng với lại lực của anh em. Móc 1 triệu tối ta sẽ được là cụ đặc biệt 50 nè, Rio 5000, thẻ hiền bí 2000, Kisame Samuhaya được 2 con luôn nha anh em. Cụ nhất chúng ta được một con, Kisame được 2 con anh em. Trời ơi, sự kiện re mà dạy gì không chơi đúng không anh em? Chơi anh em ơi, cố lên, cố lên. Và cũng như là mình ráng cố gắng tổng hợp code anh em tặng á. Thì mình ráng cố gắng tổng hợp để chiến này có code là share cho anh em sớm nha. Rồi, bây giờ sẽ vào trong game chơi thôi anh em ơi. Thì hy vọng ông nào mà dư code thì có thể share cho mình nha anh em. Share cho mình để cái link share sau nha anh em. Để cái link share ở trên Facebook á. Mình sẽ để link anh em nào mà dư code thì có thể share cho mình nha, để mình share cho anh em ở trên kênh. Và cũng như là được thì share cho mình để mình ăn với. Rồi, bây giờ sẽ vô xả cụ đặc biệt thôi mấy ông ơi. Rồi, thì như anh em biết đợt này là con Kisame ha anh em. Thì chúng ta sẽ xả bên hệ thủy dứt X10 đầu tiên. Hy vọng là nó sẽ ra gọi là nhiều nhiều một tí anh em ơi. Hồi tuần trước là mình xả ra được 4 con anh em. 800 cuộn là được 4 con Kisame ha anh em. 4 con Kisame. Thì nói chung là nó cũng thuộc cũng gọi là hơn chữ là hơn một tí anh em ơi. Được, nói chung là cũng hơn thôi. Nhưng mà nó không bằng cái tụi Ginkaku với lại con Oroki trước anh em. Ginkaku hồi đợt mình quay hơn thực sự luôn anh em. Nó ra hình như tới 6 copy lận, đợt này ra 4 copy à. Ngày hôm nay không biết là ra bao nhiêu copy đây mong ơi. Mình chưa tới gần 500 slot quay lận anh em, nên là đợt này chúng ta quay xong rồi chúng ta chỉ có delay được một lượt thôi. Trời ơi sao lại hoa hậu vậy ta, cho em bé bay bi sắt đi ạ. Ngày hôm nay xả 800 cuộn nha mấy ông, xả sớm luôn đi nha. Đào nè, Yabuya nè, kỳ vậy ta. Cố lên, cố lên. Hồi nãy mình quên coi cái số ở đây. Trời ơi, cụ nhị, à cụ nhị đợt này hình như có trong chi nã thì phải đấy. Hay da. Trời ơi, cũng là Kisame nhưng mà Kisame này nó lạ quá anh em ơi, Kisame này chưa hợp nhất với lại kiếm. Cụ nhị nữa. Ủa. Đâu phải banner đâu phải vòng quay của ra tướng nhị nữa.
thôi. Được rồi, đừng ra nữa mà. Đâu phải banner của cụ nhị đâu, cụ nhị ra dữ vậy, cụ nhị ơi. Mình quên coi cái số cuộn lúc đầu của mình anh em, hình như là 4.900 mấy á. Bây giờ gần 200 cuộn rồi, có cái nịt ha anh em. Chết tôi không cơ chứ. Hay da. Thôi xong rồi mấy ông ơi. Quay kiểu này không ra khi sao mê mà nó ra thành cái gì đâu không là chết tôi luôn anh em ơi. Làm sao lên E5 nổi trong tuần này để test cho anh em xem đây. Không sao anh em, từ từ, bình tĩnh. 200 cuộn ra đi thôi mà, chúng ta còn tới 600 cuộn lận mà anh em. Nói chứ ra sớm đi ạ. À, ra một con để demo trước đi anh em. Tiếp tục. Ây da, bu da, ten ten. Chết tôi rồi anh em ơi, không ổn rồi đại dương ơi. Rồi, trời hoa hậu. Trời ơi, mi. Trời nó ra hai con cái nét cùng lúc luôn thì Kisame của tôi nằm ở đâu anh em? Đào. Đào này không phải đào bãi biển anh em, đào đào cùi bắp rồi. Đào là đào còn đang là mới nhú. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi anh em ơi. Tệ lắm, phải đàn con chứ anh em nhờ. Tích cuộn nó cũng mệt lắm đấy chứ bộ anh em. Ăn cốt rồi, even đồ nạp đồ các thứ, đâu phải giỡn, đâu phải lá mít đâu mà giờ nó không chịu ra luôn nè mấy ông ơi. Sai quá sai thiệt đó chứ. Tiếp. Đào. Sai. Ây da, hình như là đi 300 cuộn rồi đó mấy ông. Không ra một con luôn ạ. À. Ê, đừng giỡn nha. Hoa hậu nè. Mì, ui, sao vậy? Ây da, bắt đầu thấy thốn thốn rồi, nhức nhức cái đầu rồi anh em ơi. Đừng đối xử với tôi như vậy mà, đừng. Kabuto, ui, ôi chết tôi không cơ chứ. Đi hết 300 mấy cuộn rồi đó nè. Ở đây, trời ơi, anh ấy về rồi anh em ơi. Trời ơi, cuối cùng cũng được một con Kisame đầu tiên mấy ông ơi. Tiếp tục anh em. Nó đã ra rồi thì nó còn ra nữa mấy ông. Nó đã ra rồi thì nó còn ra nữa đúng không? Cá mập nó đi theo đàn mà anh em. Cho Zuro gì giờ này nữa, thôi thôi. Cá mập nó đi theo đàn mà anh em, nên là thường thì nó sẽ đi nguyên một đàn là cỡ 6-7 con vậy đó. Nhưng mà mình thôi, mình lấy cỡ 4-5 con thôi được rồi. Đấy. Được. Hảo la. Nó phải vậy chứ anh em. Tiếp tục, tiếp tục. Đó, bắt đầu nó kéo đàn tới rồi đó anh em ơi. Cố lên, cố lên. Nãy thấy lực giật giật lát lát là nghi rồi. Kéo thêm vài con nữa đi anh em, không nói gì đâu, cắn em đi. Anh cá mập cắn em đi anh ơi. Ôi, tưởng con nữa chứ. Đây nè chứ đâu. Anh cá mập về nữa nè. Hai con liên tục anh em ha. Tính ra khoảng cách của nó chỉ có vài chục cuộn thôi, 20-30 cuộn thôi, nó ra một con nữa rồi. Chắc chuẩn bị mình chuẩn bị đi huyết tế rồi đó anh em ơi. Nó ra hai con là thấy bà luôn rồi. Nó chứ phải ra cỡ hai con nữa mới lấy đủ sở hụi anh em. Đây, trời ơi, anh ấy nữa kìa. À. Trời ơi, khiến mãi thêm con Yutakata nữa chứ. Được. Đấy, ba con rồi đó nha. Đấy, tưởng xui ai về đó nó cũng hên đấy chứ. Hình như là gần huyết tế rồi nè mấy ông ơi. Ba con rồi đấy. Má ơi, đếm đếm mà là từng con luôn á mà nó còn không chịu ra nữa là không chịu ra nè. Đây nè, cho tao rõ biết ngay mà, biết ngay là nó kêu đi huyết tế mà kêu. Mày đi ra huyết tế đi, không nói nhiều. Nhiều slot quá rồi, mình chưa tới 500 slot lận. Rồi, ngày hôm nay dọn rương cả buổi luôn á anh em. Được 500 slot nói chung là cũng được. Rồi, bây giờ ra coi cái số lượt mình quay thử coi là bao nhiêu nha anh em. Đợi mình tí nha, mình dọn cái này nha. Chung là con Kisame này anh em thì nó là một dạng đáng chơi đó anh em. Đáng chơi đấy. Nên là bắt buộc anh em phải build lên rồi anh em ơi. Tướng mới, thường á tướng mới bây giờ tướng nào nó cũng ngon hết anh em, nó thiệt sự. Tướng nào nó cũng ngon cả anh em. Và cũng như là nếu mà nó ra một con tướng mới, nếu mà một cái skill nào đó, ví dụ như là skill của cụ nhất đi, thì nó sẽ tăng miễn chống cho team của mình đó.
thì mấy cái con tướng là bị cút theo đó là mấy cái con nằm cái CC đầu, mấy cái CC cơ bản anh em, mà bị ảnh hưởng bởi cái miễn chống là cút luôn anh em. Đó, thì thường những cái con tướng mới thì nó sẽ mạnh hơn những cái con tướng cũ ha. Và cũng như là những con tướng mới anh em, họ ra để mạnh hơn anh em, để mạnh để mà còn nạp. Anh em thấy không, mới ra tướng nó ra những cái gói gọi là nạp tướng mới rồi các thứ anh em, để nhà phát hành họ có doanh thu chứ. Chứ mà ra tướng cùi bắp quá ai chơi anh em. Ví dụ như Ginkaku đồ anh em, nó con tướng Ginkaku là một con tướng kén đội hình lắm nha anh em, kén đội hình và kén người chơi lắm luôn. Kén ở đây á là nó khi mà anh em là một người nông dân đi thì cái lực của anh em đánh á, build á thì nó không có mạnh. Nó không có mạnh, con Ginkaku nó phải rơi vào tay của ông nào mà giàu á anh em. Và như là biết build là cái thứ nhất nè, có tài nguyên là cái thứ hai anh em, đánh nó mới hiệu quả được. Nó là phải giết người được anh em, nộ một cái là phải chết con cho xa của đối phương. Anh em cứ lực chiến yếu, anh em cứ đệm ông lực chiến mạnh ra anh em đánh thì con Ginkaku đâu được chơi game đâu. Anh em phải đánh những ông nào mà ngang ngang lực chiến với anh em á. Chứ mà anh em đệm ông mạnh ra mà anh em đánh thì làm sao mà đánh lại. Rồi, coi coi chiêu bao nhiêu nhát rồi nha anh em. Rồi, ui đẹp thế nhờ. Rồi bây giờ mình xả đúng 300 nữa thôi anh em. Ủa, từ lộn. Đúng rồi, đúng 300 nhát nữa thôi nha anh em. Là mình ngưng nha. 300 nhát nữa là sẽ là rơi vào khoảng 4-1, 4-1-2-2. Dứt. Hy vọng là sẽ ra thêm 2 hay 3 con nữa là đẹp anh em. Nãy giờ là 3 con rồi đúng không? 300 nhát thì 2. Úi giời ơi, được. Trời, anh ấy phải dạy chứ em. 4 con rồi. 4 con là bằng tuần trước rồi đó mấy ông ơi. Bây giờ tôi mà được một con nữa là hơn tuần trước luôn nè. Chuyến này E5 là vẫy gọi rồi. Chuyến này E5 vẫy gọi rồi anh em ơi. Già buồn già, mây. 4 con này nha, quá đã. Tiếp tục. Bây giờ 1 đến 2 con nữa là đẹp anh em. Tiếp tục. Mới có bằng tuần trước à, nên là cũng không có gì mừng lắm anh em ơi. Rồi lúc đầu xả tưởng không ra luôn chứ anh em nhờ. Nhưng mà bây giờ nó nổ ra, nói chung là cũng được. Cho thêm đi ạ. Cho thêm đi. Sai. Nó ra con sai giống y chang như là nó kêu mình sai đó anh em. Quỷ sai á. Nó nhào ra nó y chang như là nó nói mình mày sai rồi. Nó quay cái này mà sai gì. Lúc mà không ra tướng thì sai thiệt. Ồ ngưng luôn ta. Một bé nữa đi ạ. 4-1-2-2 đúng không anh em? 4-1-2-2. Quay cho đủ 4 vòng để lấy 4 móc luôn nha anh em. Ten ten. Chết tôi rồi. Tiếp tục. Sai nữa đó. Ui lại Kisame này. Kisame Akatsuki rồi. Tiếp cái nữa coi. Đào. Đào mà là đào này mà thuộc hệ thủy anh em nhờ. Đào mà hệ thủy hơi lạ một tí đấy. Khó nha. Một con nữa là hơi khó anh em nhờ. Vừa chỉ tiêu hồi tuần trước một con đi ạ. Hay da. Cái nữa coi. Ôi tưởng nó chứ anh em, hết hồn. Tưởng nó chứ. Còn có vài chục lượt quay nữa thôi anh em ơi, mà không ra nổi nữa nè. Vậy là không lẽ là bằng bằng tuần trước sao? Cố lên, một bé nữa thôi. Một bé nữa thôi. Không ra luôn. Yabuya. Yabuya nhiều thôi rồi luôn anh em. Sau này Yabuya sẽ có một cái phiên bản chuyển sinh nữa nha anh em. Chắc chắn là nó là con tướng SS luôn rồi á. Ủa nó ra hoa hậu thì cái con tướng Kisame của mình thì không ra nổi rồi. 40 nhát nữa anh em. 30 nè. Nó ra SS rồi thì tỷ lệ ra Kisame nó khá là thấp luôn anh em ơi. Takata nữa chứ. Ôi á. Nữa. Hai con luôn rồi.
Ây da, quất cái nữa coi, nhát này nhát cuối nha anh em. Nhát này nhát cuối nha, không ra nữa thì đừng cố nha anh em. Một copy thôi mà uổng tới mấy trăm cuộn thì nó không đáng. Rồi ok, bằng tuần trước mấy ông ơi. Trời ơi, tưởng gì 4 trên 4 vòng nha anh em, 4 trên 4 vòng rồi, lấy full quà nha. Ây da, thôi nói chung là cũng được anh em ha. Ngày hôm nay gom được 4 copy và cũng như là được thêm 4 copy ở móc quay nữa là tổng cộng chúng ta được có tới 8 con lận nha anh em. Đây, đây 4 con nè. À, ngon lành chưa. Mảnh vỡ ứng chú được 304.000 Rio nè. Được thêm ít quà nữa ha, 10.000 rượu trái cây nữa nè. Xúc sắc và cũng như là xu vòng quay. Được thêm 50 cuộn cao cấp nữa nè anh em ha. Úi, 200 SS đội viên hệ thủy nè. Cái này anh em đợi khi nào mình update vô trong SS hệ thủy anh em mở nha anh em. Giống y chang như là con Ginkaku ngày hôm qua mình mở gì đấy. Rồi, bây giờ lên E thôi anh em ơi. Đây, ơi quên. Còn anh em ơi, còn. Ở ngoài ghép mảnh thì mình còn 4 con lận nha anh em. Đây. À. À, nói chung là bằng tuần trước thì không biết lên nổi E5 hay không đây. Đếm copy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con nha anh em. Một con là mình ăn ở sự kiện nào ra lòi ra một con ta. Hình như là mình dư một copy ở ngoài nữa đó anh em. Rồi ok, lên E thôi mấy ông ơi. Ôi, ôi á. E3 nè, lên E thôi nha anh em chứ phải lên tiên thực nữa nha. Chỉ có mấy ông đại gia là giàu mới lên tiên thực nổi thôi. E4 nè, ấy dạ. Ấy dạ dạ. Còn 2 copy nữa mới lên được E5 anh em. Trời ơi, cái này mà quay được thêm một con nữa thì mới ngon ha anh em. Hay dạ, thôi test E4 trước đi anh em, E5 thì tính sau nha. Cái này nó kêu nâng level 150 nó mới cho lên thêm điểm đúng không? Cái này để nâng sau nha anh em. Rồi, một con một copy nữa thì mình sẽ đánh bên cái đại chiến những giả đó anh em. Nạp thêm nó lấy một con. Còn một con nữa không biết kiếm ở đâu anh em ơi. Một con nữa thì nhiều khi chơi xúc sắc. Nhưng mà xúc sắc đợt này đang còn có trăm mấy thì làm sao đủ đi một vòng anh em. Rồi, ok, test trước E4 nha anh em. Con này thì anh em có thể cho nó chơi tốc độ cũng được. Chơi mà cái đường tóc thử coi như thế nào anh em. Tóc nó rơi vào khoảng 2.000. Mới cái E4 thôi nha anh em, test thử đánh thử cho anh em xem luôn nha. Rồi, bê mông cá thử coi anh em, cá là phải đánh cá chứ. Bây giờ nói chung là thiếu một copy nữa để lên E5 đó anh em. Bây giờ tìm đâu ra đây, quay thì nó không ra rồi đó. Ôi trời ơi, sao quẹo rồi. Không sao, không sao. Để Ginkaku mình xử lý anh em. Nó xui ở cái chỗ là bị con Yauja đánh trúng anh em, xui. Để Ginkaku của mình xử. Ố, ông cá này, à quên anh em, mình không thấy, mình tưởng ông không chơi Ginkaku ai về đâu. Có nha anh em, có chơi nha, ở chết tôi rồi. Ừ, may quá Ginkaku không chết. Ủa cái gì vậy? Hút mở này, ủa? Trời ơi, con quỷ cho xa bên kia nó mới hồi sinh anh em, nên là nó không có bị dính sát thương á. Ây da, su rồi anh em ơi. Trời ơi, thiếu một copy nữa mà nó không cho chơi anh em. Nó không cho thêm một con nữa là ngon ha anh em. Hồi nãy là mình quay tới 100 mấy cuộn luôn á, nó không cho thêm là không cho thêm anh em. Nếu mà làm liều quay thêm mình nghĩ chắc nó ra nữa đấy. Nó chết tôi rồi. Ui pha này cụ nhị mình bị điên anh em. Nó hồi sinh được có 2 con vậy? Con cụ nhị người ta hồi sinh được tới 4 con lận kìa. Nếu mà con Kisame của mình nó được chơi game á thì mình sẽ sâu đam cho anh em xem coi nó cao hay không nha anh em. Kisame bên kia hẹo rồi. Nó có hút máu anh em nên là cái sức sống của nó cao lắm. Lên được E4 thì cái máu của nó cũng sẽ tăng nè anh em ha. Chết rồi Ginkaku. Hút nhẹ nè, mày bạn hút mình hút bạn lại thôi. Pha này thì con Kisame cũng chưa có quẩy được nhiều. Ui 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 ui.
nó chưa vẩy được nhiều vậy thôi, chứ anh em xem đam này anh em, 300 mấy ngàn đam này anh em, nó cao gần bằng con Gengaku luôn ấy, cao hơn cả Onoki luôn nè. Bét chưa, bét chưa, đánh ông khác đi nha. Ấy quên, ông này còn có hai con tướng mà cứ đánh hoài. Bây giờ kiếm một copy nữa là phải nạp thêm 2 sĩ nó may ra anh em. Nếu mà anh em ủng hộ thì mình sẽ nạp thêm. Nạp thêm kiếm thêm một copy của con Gengaku nha. Ô, Gengaku E4 luôn rồi nè. Ô ghê bay. Kazuto là ai đây ta? Đó lộn, con Kisame chứ anh em cứ nói nhầm con Gengaku. Ôi pha này mình hồi sinh tới 6 con thì tay bạn sao đánh lại anh em. Ủa cái con Kisame bên kia nó kỳ quá ta. Một nổ của Onoki bay màu luôn rồi. Bên kia cho ra cũng yếu lắm anh em. Trời ơi xoáy, xoáy kìa. Ôi quỷ, quỷ Gengaku bên kia nó kháng đam ghê thật sự anh em. Kháng đam ghê vậy. Ông này yếu rồi anh em, đánh trúng ông yếu rồi. Yếu vậy thôi, nhưng mà cái con Kisame cũng E4 rồi anh em, bằng mình luôn rồi. Ghê thật sự, cũng xả cuộn rồi các thứ gớm hàng đó chứ. Chết rồi, ông này ông không có không có con Kisame luôn á. Mà không sao anh em, ông này chắc cái trâu đấy. Khiêu khích nè. Vậy mà ông khiêu khích được con Onoki bên kia để cho nó nộ cho. Tới lượt cái con Gengaku của mình nó mà hút mở là coi như team bên kia gãy nha anh em. Nó đang không, nó không có cầm bảo vật nộ nên là đợi cái con Gengaku nó nộ thì team bạn nó chết muốn gần hết rồi. Cái con Gengaku này là một trong những cái thành phần gọi là để đi leo cái suối dầu cốc đợt này đó nha anh em. Để mai hoặc mốt đi, rồi mình sẽ đi leo suối dầu cốc rồi mình đấy, E4 nữa nè, mình bem cho anh em xem. Đó, anh em nhớ theo dõi kênh nha anh em. Onoki phải cầm bảo vật nộ nha anh em thấy không? Quỷ Onoki bên kia nó trừ nộ nhưng mà mình vẫn nộ trước được ha, khá là ngon. Trời ơi, quỷ cho ra nó đánh hết trơn rồi, lấy gì anh cá mập thể hiện đấy. Anh Baby Shark của chúng ta thể hiện đây anh em. Khiêu khích, chết luôn rồi. Cụ nhảy trắng cái máu còn khiêu khích nữa chứ. Ok, này thì bất tử với chúng tôi. Hút bay luôn, bất tử luôn ạ. À, mấy ông ở dưới nè. Ông dưới mạnh lắm anh em. Ui, E3. Ông cuối cuối này mạnh lắm, mấy ông ở dưới này toàn cao thủ ẩn danh không á nha anh em. Ủa? Ông này ông không có chơi Onoki luôn em. Chết chưa. Team dị hợm vậy ta. Team khá dị luôn nha anh em. Cá mập đánh thường không suy nhê cái giáp cho cha luôn anh em. Chà. Trời. Khiêu khích. 5 con. Oh my god. Kiểu này là chết tôi rồi anh em ơi. Quỷ cá mập này nó mà nổ trước cũng lợi hại lắm nha anh em. Tóc nó cũng cao lắm đó nha. Ví dụ khiêu khích này khó chịu lắm nha mấy ông. Đấy, thấy chưa? Sạch sẽ tim tôi. Ok, không sao, Gengaku mới hết khiêu khích rồi, cố lên. Trời ơi, chói 6 con. Chói 6 con, đúng là cụ nhất nhà nuôi có kháng anh em. Chói kiểu này. Rồi, xong tụi mày rồi. Xong tụi mày rồi, anh Gengaku nộ được rồi. Trời ơi, nó lan đam đã chết sạch. Ui, ông này lực chiến cao vậy. 42 triệu luôn nè anh em. Nó vẫn bem được nha, vẫn bem chết được nha anh em. Rồi, nói chung BK vậy được rồi anh em. Để mình ráng cố gắng lên Onoki, lên con Kisame, lên E5 cái đã test tiếp cho anh em xem nha. Rồi các anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Anh em thấy hay hãy cho một like theo dõi kênh nha. Và cũng như là để mình ráng cố gắng gom code lại. Anh em nhớ theo dõi kênh để lấy code nha anh em.
Rồi kênh em thì đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy cho một like, giỏi kênh nha, có rất nhiều nha.